Cái gì? Có hai chương trình đang hot là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi Ngoại, có xem không? À, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với Anh Trai Say Hi đúng không? Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì ngoại coi được tập đầu thôi. Rồi cảm thấy nó không có phù hợp cái lứa tuổi trẻ của mình. Còn cái Anh Trai Say Hi thì ngoại xem từ đầu tới cuối. Từ tập 1 cho đến tập 6. Rồi ôi nó hay. Mấy đứa bé bây giờ nó giỏi mà nó đẹp. Hay với cái dòng nhạc nữa, rất thích luôn. Trời ơi nghe nó đã lắm kìa. Sao mấy đứa nhỏ bây giờ nó giỏi dữ vậy không biết. Mà quay cũng đẹp, mấy đứa nào đi nó đẹp quá trời đẹp. Ước gì mà ngoại trẻ tụi nó. Ngoài ấn tượng với anh trai nào nhất? Trời. Ấn tượng hả? Tại vì có nhiều bạn nên là mình biết mặt, có nhiều bạn thì mình đã từng xem rồi, cho nên không có gì để làm lạ hết trơn á. Có một bạn thôi mà ngoại cảm thấy ấn tượng nhất đó là bạn Huỳnh Hùng. Trời ơi nó đâu mà nó đẹp. Nó đẹp từng cm luôn nha, mà nó nhảy như một cái máy. Mà đặc biệt nha, khi mà nó di chuyển trên khung hình không hiểu làm sao, mà khi mà nó di chuyển đến đâu mà cái máy vừa focus đến đó thôi, một cái thôi là nó tỏa sáng liền. Mà nó nhảy từng động tác, nó đá nông nheo rồi nó cười khỉ bà con mẹ nó. Trời đất ơi nó xinh mà nó đẹp, nó không có nghĩa là nó chỉ được qua lướt qua 10 giây thôi nha, mà nó đổi có thể được đổi 5-6 sắc mặt rồi. Có nghĩa là 1-2 giây nó đổi, 1-2 giây đổi nó nắc vài pha được. Trời ơi nó hay dữ sợ, công nhận thằng đấy. Bé đấy là sẽ là một nhân tố bí ẩn đó. Ngoài dự đoán những anh trai nào sẽ vào chung kết? Dự đoán hả? Hiếu thứ hai nè. Hiếu thứ hai nó bị nó nhiều fan, nó cũng khá ổn. Rồi cái thằng bé gì mà nó mập mập ấy nhỉ? Lùn đấy. Nê Gíp đấy, thằng bé đấy nữa. Rồi thằng bé đấy là hai này. Rồi Song Luân ok. Đến anh tú mà Diệu Nhi á đó, A Tết đúng rồi, là 4 đúng không. Bạn thứ 5 là Hùng Hình đúng không? Có chứ, trời ơi Hùng Hình phải có à. Tại tính là tại vì nó còn nhỏ là mình cho nó chơi cuối cùng đi. Còn bây giờ cho nó cho vô luôn đi, thứ 5 là Hùng Hình đi ha. Xong rồi đến cái đứa nào mà cái thằng gì mà nó hát cái nhạc gì mà thằng gì mà nổi tiếng bên Thái Lan. Quang Hùng đúng rồi, Quang Hùng để bé xinh xinh. À với ta còn một anh cuối cùng là thằng Isaac. Còn mấy bạn kia nữa thấy lờn thờn người được cái mặt thì lại mất cái không có tài năng, đứa thì có tài năng thì lại không có đẹp đâu, nó không có chỉnh lắm đấy, nên các em thông cảm. Ngoài thì ngoài tại vì chấm điểm phải toàn diện. Trời ơi chứ. Nếu mà các em nào mà ngoài không thích không chấm thì cái đây là cái sở coi là cái tôi đâu phải ban giám khảo đâu. Tôi là ý kiến cá nhân, quan điểm cá nhân, nên là xin lỗi các fan của những người mà ngoài không có chấm. Phải thích người nào thì phải bỏ người đó vô. À, cho tóm lại là theo cảm nhận cá nhân thôi, còn mấy bạn kia thì bởi vì mình cũng đã hiểu với bạn ấy quá nhiều. Còn có những bạn mà làm cho mình bất ngờ, có nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là Song Luân nha. Cho nên con làm cho ngoài rất biết Song Luân mười mấy hai chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ mới cảm thấy Song Luân mới tỏa sáng. Chứ hồi xưa nó cứ lù chán. Ý thế mà chương trình này tỏa sáng hả? Anh Tú cũng thế, ôi dồi ơi là duyên. Hát cũng hay từ hồi nào giờ bà mẹ. Làm ca sĩ mà có nghe nó hát đâu. Ý thế bây giờ vô cái chương trình này mới thấy nó hát, thấy nó duyên mà cặp. Đặc biệt rất là đẹp trai nha. Đẹp lắm luôn. Cảm giác như là đẹp nhất luôn ấy. Hình như là có vợ xong nó đẹp ra, chứ hồi xưa nó có đẹp lắm đâu. Đấy. Cho nên các bạn nếu mà không có điểm ném đá của nhà tôi chấm điểm theo ý kiến của tôi nha.